chăm sóc loa cho anh em từng chút một nhá. Thì hiện tại là ngày hôm nay thì rất chân thành là cảm ơn hai anh trai. Một anh trai đã từng mua một bộ combo vang và đẩy, vang và nâng tiếng của DBA Cotic. Và tiếp tục ngày hôm nay thì anh lại tin tưởng và ủng hộ bên em chiếc trầm. Và chiếc trầm này là chiếc trầm 3G Audio, thì anh chọn với cái mã seri ở trên củ bát là 0607. Đó, thì em đã có chọn cho anh rồi. Và đây là cái sản phẩm mà bên em tổng thể gửi đi cho anh trai. Chiếc 3G rất đẹp đúng không ạ? Thùng đẹp. Đó, và hiện tại thì bây giờ bên em còn chăm sóc cái màng loa đằng trước này nữa thôi. Còn về phần cái lưới thì không nói làm gì rồi. Và anh không quan trọng màu sắc, và anh quyết định là anh vẫn để màu trắng. Vì nói thực tế ra thì màu trắng nó có cái sang riêng của nó. Đó. Củ bát thì em đã có quay rồi và anh cũng có nhìn rồi. Tiếp tục là em chân thành cảm ơn mời anh trai ở Hà Nội tiếp tục lại tin thưởng và ủng hộ bên em cái sản phẩm Shiso T3. Và em thông báo với anh em là hiện tại những cái sản phẩm mà mang tên của Shiso T3 là em chỉ còn có một con thôi. Còn những cái con khác là nó lấy tên khác nhưng nó vẫn là T3 nha. Nhưng mà đa phần thì em thấy là anh em toàn thích lấy cái tên là Shiso T3. Thì đây là cái sản phẩm Shiso mà bên em gửi đi cho anh trai, hàng bãi, ở bên em bảo hành 1 năm. Và anh em lưu ý rằng là hiện tại sản phẩm này là không có hàng mới nhá, vì nhà máy ngưng sản xuất từ năm ngoái rồi. Bây giờ mà có hàng mới thì anh em cần phải lưu ý về cái chất lượng của sản phẩm. Và đây là sản phẩm của năm 2017. Đây ạ, còn nguyên tem nhá. Đó. Và đây là cái sản phẩm bãi mà bên em gửi đi. Bên em tất nhiên là anh em lưu ý cho em là còn nguyên cái tem này thì khẳng định một điều là zin rồi đúng không ạ? Chứ không có chuyện là còn tem mà sửa được thì lại cao thủ quá. Đó, và bảo hành 1 năm. Và bây giờ thì em sẽ set up cho anh trai với theo yêu cầu là anh bảo là mode 1 là anh set up là để ở chế độ là echo, mode 2 là revert, mode 3 là echo cộng revert, và mode 4 là anh muốn để nghe nhạc. Và em đang thấy là nó có một chút không ổn ở cái cấu hình ở nhà của anh, là anh chạy cả loa full cả loa center thì anh lại đang để ở cùng một hướng, và chúng ta lại chạy chưa được tách biệt thì cái âm thanh nó sẽ chưa được chuẩn, nó vẫn đang hơi bị lộn xộn một chút đó nha. Rất là chân thành cảm ơn hai anh trai trong buổi chiều ngày hôm nay, và rất là nhiều những cái sản phẩm của những anh em khác, đặc biệt là của anh Đan Đi Vua, thì bây giờ em cũng đang chuẩn bị để em gửi nốt đi cho anh. Bãi mà đẹp thế chứ, đẹp nha anh em nhé.